road. Es ir a road. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Ok, hello, Chacoban. Hello, Chacoban. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Công Nghiệp Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Đấy, thì ngày hôm nay là anh em mình đang có mặt tại nhà bác chủ vườn xoài các bạn. Thì mình cũng đến hỏi cái giấy tờ là hôm kia là mình đã trồng tiền xong xuôi cả rồi. Thì mình đến hỏi cái giấy tờ để bác đang làm cho mình đấy các bạn. Đã ra hay chưa? Để trao cho mình luôn. Thì đợt này mình nhiều bản làng mới, với là ở ngoài chỗ nông trại 4 bản làng hiện tại cũng đang trồng lúa các bạn. Cho nên cũng rất là bận. Đấy, hôm nay sắp xếp được tí thời gian là sẽ đi qua đây. Và cũng muốn là đưa cái giống lúa thì anh em mình đã ngâm đã ủ rồi. Thì con là từng này thì anh em mình đưa lên cho bác để bác xem. Hôm kia bác cũng rất là tò mò, suốt ngày là hỏi là muốn nhìn xem lúa như thế nào, hạt lúa. Đấy, thì hồi sáng như là mình cũng ở bên chỗ nông trại, và tiền thể thì có anh quản lý là anh đi đi mua đồ đấy bạn, thì anh chở mình đi qua đây luôn. Đấy, chở mình qua đây là đường chỗ này, thì anh quản lý hiện tại đang đi lấy voi cho mình, đứng đi lấy voi bơm để đưa sang bên chỗ nông trại 4 bản để mà tưới đấy các bạn, voi cứng hơn. Ya, do my way. Tudo bem. Sabe, Tony. Muito obrigado. Quando virei assim, pode dormir bem, agora vou dormir mais bem. Ok. A saúde é bem, né? Não, a saúde está boa. Okay. Sim. Hoje eu chego aqui para quero visitar o casa do mais velho. Sim. Porque esse muito tempo eu tenho muito de trabalho. Está ocupação. Tipo, vai plantar de arroz, muito ocupado. Sim. Então, hoje eu chego aqui para trazer coisa do Manguela, de aquilo lá, te falar já. Esta aqui? Já. Ah, oh, serve tudo ali. Não, quando falamos naquele dia já. Sim. Não tem problema. Não tem problema, isso aí, vai. Já. Bác, rất là vui các bạn, bác rất là vui luôn. Hôm nay là chân cẳng thôi rồi. Thì như hôm kia mình cũng đã nói với bác đấy bạn. Thì bác cũng bảo là sắp tới là bác sẽ di chuyển đi. Thì bác có ở dưới ấy các bạn, dưới chỗ vườn của bác là có... Dạ, vị ở đây nè. Dạ, ở xin. Ấy dưới vườn của bác là có một cái voi là voi cao su đấy bạn, voi bông được đấy, là 150 mét, rất là dài luôn, mà cái đó là sử dụng được rất là lâu dài, không bao giờ hỏng đâu. Không như cái voi đó các bạn, cái voi này là rất là đều này, cái voi này là voi bằng bạc, nếu mà không bảo quản sử dụng kỹ ấy sẽ phơi dừa nặng dừa mưa ấy, sẽ rất nhanh hỏng luôn. Đấy, thì hôm kia mình đã nói với bác ở bên chỗ nông trại 4 bản đấy bạn, là mình cũng nói chuyện với bác là nếu bác mà chuyển đi ấy thì cái voi kia nặng cực kỳ nặng đấy bạn, mà rất khó nó đi. Cho nên là mình cũng thương lượng với bác là nếu mà thì bác đổi cho mình. Đấy, thì mình cũng mua 150 mét voi này, voi bằng bạc đấy bạn, là voi mới tính luôn. Đấy, voi mới tính này là đưa lên để đổi cho bác để mình là cái voi cao su kia các bạn, cái voi cao su kia mà sao bên chỗ nóng trại một bản mà tưới thì được rất là bền, rất là lâu, không bao giờ hỏng đâu, cực kỳ luôn mà bền. Nhưng mà như cái voi này, cái voi này là nếu mà để giữa mưa giữa nắng ấy là nó rạch các bạn, nó bở ra đấy. Já, esse ali dia te fala já, então hoje eu trago esse novo. Tá bem. Esse novo para ti. Eu vou tirar do equilibreto lá, para sim. Meter do fazer. Sim, não, chef Tony, já falamos naquele dia, aquele mesmo preto vai lá, yeah. Para trabalhar na fazenda. Sim. Na fazenda, e o povo também gostou muito, gostou muito daquele. Sim. Cực kỳ cứng luôn, mà bên vì băng cao su các bạn. Đấy, bác rất nhiệt tình đổi thẳng cho mình. Đấy, cho nên là mình hôm nay đã mua cái voi này mới để đưa xuống cho bác. Thì hiện tại là anh quản lý và con bác đang đi lại ở ngoài chỗ vườn về đấy các bạn. Đấy, đi lại ngoài kia về để tí nữa anh em mình sẽ mang bên chỗ sang bên chỗ là nông trại 4 bản luôn. Nhà em tao aqui novo já? Esse camarada aí, já? Tá bem, eu até agradeço muito. Agradeço muito, senhor. Não, a quem é agradecer sou eu. Eu também vou agradecer, porque o senhor Tony, quando veio aqui, está trabalhando muito. É um bom para o povo, aí depois não, lá na fazenda. Eu bato doido, mas que voz aí, mas não é quá bom, né, mano? Quá bom. Que voz aí, vai gap, já tem gap, 10 lần, que voz aí, mano, gap, 10 lần. Já, tá bom, então.
Mais uma vez, muito obrigado. Sim. Já, obrigado. Muito obrigado também, eu. Obrigado também, senhor. Bác, bác cảm ơn, bác là chính cái chó đó, con cảm ơn các bạn. Rất là nhiệt tình, rất là một người bác là rất là... À, thì bây giờ mình cũng sẽ hỏi là cái vấn đề là giấy tờ đất đai các bạn. Já, do mais velho, aquele documento, documento do manga já terminou? Sim, aquele documento ainda falta do OK. Yeah. No OK vai se assinar um documento da área, o terreno. Ah, sim. Depois vai se assinar soba, aqui se chama soba. Yeah. Depois todo esse culo, não sei, outras pessoas. Ah. Isso é para justificar. Que claramente, claro, o terreno, afinal de contas, era do fulano, okay. Do seu. Então tem de subir a mais, né? É porque um documento tem que sair. Porque, ou seja, é assim, chefe Tony, um documento tem que sair para tudo sair, tudo bom. Sim, tudo bom. Não tem problema. Se quando se acabou lá, traz isso para depois, liga para mim, para ver, eu venho buscar. Sim, okay. Depois, ô chefe Tony, nós, depois eu vou te chamar, porque temos que assinar. Tem que assinar, não é? Sim. Ấy, hiện tại bác bảo ra là giấy tờ đang chưa ra các bạn, thì ít hôm nữa ra thì bác sẽ gọi mình và đến ký để cùng bác trưởng bản tại bản làng này là sẽ ký vào và sẽ mình sẽ lấy cái giấy tờ đấy các bạn. Hiện tại là tiền tất cả đã xong xuôi cả rồi, bây giờ chỉ còn là chờ giấy tờ để mình ký vào là hoàn tất. Thì bên chỗ Vân Xoài thì hiện tại là cùng anh Manuel là quản lý bên này các bạn. Mình hiện tại cũng rất là bận nên để anh ấy làm cho mình ở bên này một thời gian đã, rồi sau mình tính sau. Còn hôm nay là đấy là cái lúa các bạn, lúa giống thì anh em mình cũng đã ngắm như là mình đã nói rồi. Thì mình sẽ đưa cho bác nhìn cái. Còn nếu mà bác có muốn trồng thì mình sẽ hướng dẫn cho bác trồng. Thì cách trồng như thế nào? Đấy, bác hôm kia cũng rất là tò mò. Já do mais velho? Sim. Aquele dia você veio aqui, só quero ver arroz, né? Arroz eu quero ver mesmo. Porque eu estava vendo esses paus aí. Tipo o capim assim crescido, tipo um pau grande. Ele agora assim. Quero ver. Quero ver aí. Aqui em cima tem arroz também. Aí, Juan, vem com o voi de xuống. Ui, cái tí sẽ đưa cho bác là. Tí anh quản lý được cái voi kia vậy là mình sẽ đổi cho bác luôn. Đấy, được. Là cái voi này là quá chuẩn luôn nha, Juan. Đấy. Tao về đây mình. Về. Hả? Aqui arroz. Arroz. Esse arroz. Ah, sim! Sim. Ah, sim? Sim. Vem. Isso aqui... Os meus filhos não estão aqui. Deveria ver... Essa família minha foi aonde? A minha família não estava aqui, deveria ver. Tem um xung quanh, tem gia đình, xem, ngạc nhiên quá, các bạn. Isso aqui? Isso é arroz? Esse arroz. Quando ele cresce assim, né? Ah? Ele corta, depois bate. Esse arroz saiu. Pau já lixo. Pau fazer da boi comer. Ah, uau. O meu filho não está aqui. Mas não tem que estar aqui. Isso é filho de... Isso é vietnamita? Esse arroz do vietnamita. Traz aqui. Esse agora vai fazer de cimento para amanhã. Para amanhã depois crescer de tipo de cebola assim. Ah, sim. Depois leva, vai plantar lá do aquele do fazer lá. Seu Tony, branco afinal não é assim. O arroz é assim. Arroz eu começo a comer branco. Bác bảo là bây giờ bác ăn gạo trắng nhé các bạn. Gạo trắng sao là gạo này. Nào, đây sao bà bè nè, ta bè đi. Dạ, agora, vou te tirar uma carca bà bè. Carca aí nè. Cắt cá mà bà về à, comment nè. Cắt cá đi. Để nó bóc để cho bạn xem cái hạt gà thế nào cho các bạn. Đấy. Isso. Olha. Tá vendo? Esse arroz só arroz aí. Tá vendo? Esse arroz? Ei! Ei, a Rose tá aqui. A Rose, filhos. Filho, uma mãe, dois, quatro, ainda nem negócio. É assim? Sim. Isso assim é que vai germinar na fazenda? Sim. Na fazenda, sim. Quando te amenar, não abre isso. Não abre. Tem que ser assim? É sim, mete com a prima eu.
Mà tí agua kén tí con agua phở, con agua frío. Para después fica dos días. Dubasia, con ese con agua. Después pues con saco ese. Mas filho, não sei se estava onde isso aí. Tá aqui a Rose. A Rose, a filha tá aqui. Come, filho. Come para ver. É mesmo a Rose. Mas a Rose. Seu Tony, muito obrigado. Yeah. Tá cuiar. Cuiar, né? Cuiar. Esse para do aquele dia uma saco de grana assim. Mas eu já fazia de cimento ainda. Esse sorar gaiço. Aduh, mas belum quero belanta. Esse arroz, quando vai acompanhar tudo isso, a fome aqui vai sair, tudo vai sair. Como foi? Sim, a fome foi. Yeah. Muito obrigado. Vou acompanhar, senhor. Então, agora sim, depois eu vou te levar vai do fazenda mais uma vez, para do Mavelo ver. Tá bem, senhor. Norte, Suvacre. Ele depois, quando crescer, né? Do cima aqui, ele tem branca. Crescer até mesmo que depois tem maiaço, maiacim do terreno. Depois ele vai crescer tipo do cibola assim. Leva a planta uma. Tipo viveiro? Sim. Depois se planta Sim, tipo cibola, fila. Tá vendo? Aqui em Angola, afinal, está me atrás muito. Afinal, Vietnã é que nos traz boas comidas. Vietnã, né? Sim. Vietnã é fazer de arroz bué para levar vender fora do país. Levar vender fora do país. E esse arroz que estamos comendo no Vietnã? Não, depende. Tipo arroz aqui do angolano é só do que? Do vizinho aí. Lá do nosso do Vietnã, tá, ele manda tudo do país. Tudo do país. Tá bem, chefe. Senhor Tony, agora nós vamos cultivar isso aqui. Meus filhos, nós estamos aqui. Yeah. Não tenho aqui, não tenho nenhuma família. Tem cone, tem cone, vai correr, vai correr, vai correr. Vai bảo là sẽ sáng bên sáng trên bên chỗ là nông trại bên sẽ học hỏi một thời gian. Nó sẽ về đồng thì cái giống này là mình sẽ đấy nó còn đâu tầm khoảng tầm 15 cân các bạn. Là mình sẽ chia cho mỗi người mỗi hoặc là mình sẽ gieo giống lên trước đây là cho các bác là làm giống như ruộng bên kia đấy. Đấy bác bảo là rất là muốn học hỏi nếu mà trồng được lúa là tất cả người dân Angola không bị đói nghèo nữa, đúng thật các bạn. Đấy, phải gào bây giờ ấy là cái con ngố cũng thật đấy Aron. Mia Famila nó đi bạc ngạc nhiên các bạn, ngạc nhiên. Mình đang bảo Việt Nam là được xuất khẩu gạo lớn nhất đấy các bạn. Đấy, Việt Nam chúng tôi là trong thật rất nhiều lúa luôn. Ta biết đấy, hôm nay bạc phải nhìn tần mặt này, cho nhìn thoải mái này. Olia sâu bênh, vô xe lên điếp, vô xe bênh đá xin dù về để ạ rột. Ôi chứ ạ kì chàng. Isto aqui, yeah. Ninguém aqui em Angola conhece isto aí. Olha, se trazer isso aqui, te dar, vão dizer lixo. Vão dizer, leva lá longe, lixo. Bảo cho đứa cái bí này ngoài đường mà ai mà nhìn thấy cái này là tưởng là đứa này vượt cái quán không biết là lúa, không biết là gạo đâu. Thôi mẹ, quán đủ áp đi, cắt cá, ele fica assim, thôi mẹ. Thôi mẹ, Aros. Aros aqui. Không biết cái phân cá mấy cái là bán là cái bàn chắc là cũng chưa có khách đâu. Sao bé? Ở kia giờ. Esse mundo bonito. É bonito. É bonito. Esse crescer lá do Huambu. Do meu irmão. Ele levaram aqui para fazer do Huambu. Esse já está crescendo aqui do Angolano. Já saiu aqui do Angolano. E muito obrigado, chef Tony. Se vieste aqui para fazer mais, trabalhar mais. Sim. Trabalha mais. Ok. Para nos fazer crescer, nos dar também juízo. É. Tá bem? Bem. Aqui. Tá bem, Aros? Agora. Já é com a Bac. A Bac não tem nada a ver. Olha o Aros. Olha o Aros. Sim. É mesmo o Aros. Hã? Các bạn cứ đứng nhìn xung quanh này xem có con cải này không này, nó khỏe đấy các bạn. Cảm ơn đấy. Vou comer bem agora. Sim. Sabe, Tony, vou comer bem. Mete na fazenda. Agora vou comer bem. Ok. Também vou comer bem. Então depois vou te assinar uma vez para que te meia isso bem, já? Tá bem, sabe, Tony. Do aquele do fazenda do manga? Do laranja? Ainda não vende? Não. Até aqui,
Eu tô esperando o Sabetoni, porque eu confio muito no Sabetoni. Não, o problema é do Alidia, eu vou do cidade para o cliente não aparecer. É, mas o meu filho diz assim, é, o Sabetoni parece que confia mais muito. O meu filho lá falou mesmo, para, diz, não, o pai, conversa com o Sabetoni. Ele conversa bem. Ai? Depois vamos esperar, vamos ver o que, que vai fazer o seu Tony. Mình nói bác là vẫn xoay là ở vẫn cá nó còn là bán chứ bác là bảo là chứ có khách được. Đấy, bà cũng hỏi mình là hôm kia mình đã hứa với mình là lên thành phố để hỏi khách các bạn nên mình cũng rất tìm ra khách. Đấy cũng nhờ mấy cái cửa hàng là dán giấy với trong các bạn là có mình để số điện thoại này ai mua thì người ta gọi nhưng mà cũng chưa có ai gọi các bạn cũng khó bán không phải đơn giản đâu. Vì là người ta ở thành phố bây giờ là người ta cũng không muốn làm gì, cũng không xuống này làm việc đấy bạn. Người ta chủ yếu làm công nhân viên chức ở đến kia, nên cũng rất khó bán. SEO là ta đủ rủ ấy, nó tính kê para isu. Nó cũng nhạc. Dạ ta vâng. Thì ok bạn, thì ngày hôm nay là mình cũng đưa kia lên đến nhà bạc là cũng có một cái, cũng có là nhiều việc tiền cấu đấy bạn. Thì là cái vấn đề đầu tiên là cái giấy tờ của cái vườn xoài. Đấy, bạc bảo là chỉ chơi ít hôm nữa, lúc nào sống thì bác gọi là mình đến ký vì tất cả tiền mình là trong đó bạn. Thì còn vườn cám nữa thì bác cũng chưa bán được mà bác cũng hỏi là muốn hỏi là muốn bán cho anh em mình nhưng mà hiện tại anh em mình cũng không đủ khả năng để mua và cũng hiện tại còn rất nhiều bản ấy nhưng hồi này mình nói đấy bạn. Thôi thì để cho bác bán cho ai thì bán. Còn vấn đề này là bác đổi cho anh em mình cái bộ voi này bạn rất là quan trọng luôn để cho các bản ngoài kia là có sử dụng được lâu dài. Ok bạn, thì bây giờ là sẽ chờ anh quản lý đang cùng con của bác đã đi lấy voi, thì tí lấy voi xong thì anh em mình sẽ là tiến hành chở cả bác cả về chỗ nông trại bốn bản luôn. Giờ em ta sắp bây giờ số đua kênh về cái bố ba mù dùn tu bà về là chứ. Ta bê. Bà ông bà bê. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Eu também vou. Vai me ensinar bem. Agora também vou ter que trabalhar mesmo como angolano eu. É, agora, e essa a tua experiência? Agora vamos trabalhar. Ok, tá bom. Sim, sim, sim. Para acabar com a fome com as minhas crianças. Sim, Ana, daí aí. Tá vendo o dedo lá, né? Não. Tá tirando isso, né? Sim. Ok bạn, thì vừa rồi là anh quản lý hôm nay là chở mình đến đây và đã đi ra ngoài vườn là lấy của bác chủ vườn xoài là lấy cái voi cho về mình. Cái voi này tổng chiều dài là 150 mét các bạn, phải là cuộn một đầu đến xe ba gác ấy, còn một đầu là cho chạy theo dọc này. Bây giờ nó sẽ cho chạy đi về ở chỗ nông trại bốn bản làng. Ya du du mang về luôn. Esi ya du mang nghe là ta ký. Esi. Tao du mang nghe là đến Bồ Tát là nhá. Sim, já está aí. Já. Agora se foi se buscar com a Aleluia. Ah, já. É, agora vai para a fazenda. Ok, tá bom, vamos. Aí, bom, rất là dài nha này. Cái này là không bao giờ hỏng các bạn này. Ông này đúng đi. Ông này đúng là đỉnh của đỉnh luôn, rất là chắc chắn các bạn. Về bên nông trại bốn bản làm mà tưới thì không bao giờ hỏng đâu. Ra vào một xem đi chứ. Đấy, mày có anh quản lý đây, có xe ba gác đấy, anh em mình cũng nhờ. Là đi kéo cho về, kéo từ ngoài ấy về. Voi này cực kỳ nặng các bạn, cực kỳ nặng luôn. Chứ quấn là không quấn được vì nó là thẳng thuột như này. Nhưng quấn là dài sợ bị gãy đấy các bạn. Vì cũng sử dụng lâu rồi. Đấy, dài như là một con rắn luôn các bạn. Đấy, chạy ra lên đây luôn. Ê, chị ta mà là con Isu ấy? Sì, amarramos con corda. Dạ. Là con corrente para não sair. Ồ, đây là máy gặp được anh quản lý là giờ là có anh ấy kéo cho các bạn. Mặc dù cũ nhưng mà cực kỳ chắc chắn, có phơi rửa nặng bao nhiêu lâu cũng là vẫn dùng thoải mái, ok các bạn, không phải đây gì hết. Không phải những cái vòi bạt trong kia đâu, vòi bạt kia mà nếu mà không cẩn thận ấy là sẽ bị hỏng, mà phơi rửa trơi rửa nặng đấy các bạn. Đấy, cột đây này. Dạ ta kìm đấy à, mà ra ta kìm đấy. Đấy, đấy, cột xích đi. Đấy là giấy đi, con này thế này là xích chứ các bạn. Đấy, cột cả xích như thế này thì nó mới chắc được. Não, eu amanhã vou para lá. Ok, tá bom. Vou ver tudo ainda. Sim, sim. Ajuda uma velho. Esse hoje, então, muito obrigado do Mavelo, já de trocar esse para mim. Okay. Então, vai. Nosso, muito obrigado do Mavelo. Muito obrigado, viu? Yeah. Não faz mal. Yeah. É, a fazenda, como está a trabalhar, então, é melhor, fica mais melhor. O trabalho é melhor, porque dá comida aqui. Ah, sim, sim. É, esse vai trazer muita comida aqui. Nó tới hôm nay. Ok bạn rất là nhiệt tình, bạn bảo là cứ đưa về dùng thoải mái đi, bạc dùng cái voi mới này cũng được đấy, và vì bạc cũng chuyển đi hôm sau được, cái voi đi cũng rất là khó khăn các bạn, vì đi xuống dưới huyền kia cũng xa đấy các bạn. Thì cái tấm lòng của bạc là anh em mình cũng rất là ghi nhận, thì mình cũng đã nói chuyện lần trước về các bạc rồi là muốn đổi cái voi này vì bên ông trại rất là cần những cái voi này.
này voi cao su này thời lấu đấy bạn, cái voi này bao giờ đi mua trên thành phố không có đâu, không tìm được ra được. Trên cái voi bạt kia thì nó khi giá thì nó cũng cao nhưng mà nó không dùng được thời gian đâu. Nhưng trời mà trời nắng này không có một giọt mưa nào thì trời này chỉ sử dụng trong vòng khoảng một tuần ấy, là sẽ nứt nẻ hết, là thủng hết các bạn, bơm rất là yếu luôn, không được đâu. Dạ, xin tao không nghe xin cái Uya Ben, Esi Amanya, Duma Velu, Para Segala, Para Verde Arroz, La, ya? Está bien. Verde Arroz, después de Norte Subote, aprende. Está bien, muito obrigado. Muito obrigado, sim, obrigado. Ngày hôm nay cũng đã nhờ được anh quản lý là có xe và gạc là chạy cho anh em mình. Esi, para, la, cô đây la. Ông là đây kì? Sim, agora você vai ter a saída, vou ter que sair desse lado. Ok. Sim, devido como ele é muito comprido, então tenho que passar também. Dài các bạn, 150 mét bao giờ kéo xe này đi, đi ra ngoài đường lớn mới có sao. Esse lá fora do caminho, do carro, vai aguentar? Sim, lá vamos passar. Aí? Basta chegar lá, é só controlar bem, basta se ver que os carros lá não estão, eu passo daquele lado, okay. E a mangueira também está no... Ara đây, você anda direto assim, né? Sim. Então, eu vou filmar do atrás, o carro depois, vou correr vai lá. Anda só. À, mình sẽ đứng sau đây để quay cho mọi người xem một tí để xem cái độ dài của nó là bao nhiêu. Tao không có đi được. Bây giờ correr muito. Quando chegar lá, você tem que controlar bem. Depois passa muito rápido, ya. Nãy giờ chúc mình cho anh quản lý đi được một đoạn á, tí mình sẽ ở đi sau. Vậy. Nặng các bạn, rất khi nặng luôn. Ê! Dài như con rắn luôn đấy. Cái voi này mà về sử dụng thì thôi các bạn, không phải chế gì nữa. Đấy, dài. Đấy, để rửa mưa giờ nặng được các bạn, thoải mái luôn, bơm thoải mái luôn. Nhưng cái ống này giờ đi tìm khó lắm các bạn, không ra đâu. Có một số thành phố khác thì có, một số thành phố không có đâu các bạn. Anh em mình cũng đi tìm rất là nhiều rồi, có thể được mua đắt hơn, đắt một lần đầu nhưng mà để mà sau sử dụng được lâu dài các bạn. Rồi các bạn, nhưng anh còn lấy đi lại đi tìm đâu kia kìa. Ok các bạn, này bây giờ anh em mình là ngồi xe và gà ra đi thôi. Đấy, bạn trong bản thì bây giờ bảo là cần tối thôi, bạn không sang nữa thì ngày mai bạn sẽ sang sau. Đấy, thì bây giờ anh em mình đưa ổng về bên này. Đấy, rất là vui khi được bạn đồng ý đổi anh em mình cả cái voi dài 150 mét này bạn. Đấy, cái voi lại thì cái voi bạt này mình mua mới nhưng mà bạn bảo là cái hôm sau bạn cầm đi xuống về huyền kia bạn dùng. Đấy, chứ ở đấy bạn cái voi này cũng nặng, cái đứa đi lại khó khăn đấy, mình trao đổi để cho về được cho là dẫn bạn được sử dụng là lâu dài hơn các bạn. Chứ mua cái voi bạt này thì không ăn thua, tốn tiền. Mua chỉ dùng được một thời gian là nó hỏng các bạn. Hỏng mà thủng lỗ nhiều đấy thì sẽ nước sẽ chảy cực kỳ yếu luôn. Mấy là gặp được anh quản lý đấy, nhớ anh ấy chở cho mình đoàn hay không đấy. Cũng không có cái gì để không có xe để mà chở đâu các bạn. Xe ô tô thì khó chở thì không luôn lách được vào những cái hàng cái này. Một tí đừng còn phải đi qua cái đường lớn nữa kìa. Đấy còn dài này. Nhỏ, như một con rắn luôn. Em đi ông qua đâu rồi? Nghe rồi. Dài như một con rắn luôn. Đấy, đưa về dùng thì thoải mái luôn. Dùng suốt đời luôn. Không thể học được. Dày như thế này. Nặng lắm các bạn. Xe mà gà kéo vào con về kéo từ từ, không làm đi nhanh được. 150 mét. Chứ khó khăn là đi ra cái đường lớn các bạn, đường nhựa này. Xong rồi nó phải đi xuống cái đường đất để cho đỡ, phải ca gì đất đấy còn mon voi đấy. Giờ đi sang về bên bản thì chắc các bạn hiện tại đang làm gì ruộng, chắc là cũng vui lắm các bạn. Ok các bạn, thì hiện tại anh em mình đã về đến tại chỗ nóng trại bồn bản làng rồi, sau một thời gian di chuyển khá dài. Đã đưa được cái voi quý giá này về để cho rau củ quả tại nơi bốn bản làng này sẽ phát triển hơn, để các bác có thêm tiền gây quỹ để mua xe ba gác các bạn. Đấy. Apri xong rồi, con của bác chủ Vân Xoay không đi qua đây. Đưa ra đây để giơ kéo vào kia. Đây được anh quản lý rất là nhiệt tình. Ngắn ở đây với anh này. Gì gì. Thì esse do mangue da esse mamileo, né? Esse aqui é mais melhor, mais duro. E vai levar muito tempo. É uma mangueira resistente. Não é tipo esse. Não. Đấy các bạn này, cái voi gì, voi giống như anh em anh mua người Nhật Bản đang dùng đây các bạn này. Con thua đâu, được mấy hôm nữa này. Giờ cứng như này, chỉ cần chà mà là gãy ngay mà. Này. Có được gì đâu, mấy hôm không thua đâu.
đấy là của những người xung quanh ấy, họ trồng hành đấy bạn ấy, là hụt được lên đây. E ci nota bereta. No, e sai mangrano presta, sao scappa. E ci tu soli. Cinco soli strada. Eh? Ibura ya, kursa vai là. Ti manda bo kursa. Kursa so de mangala ya. Kursa vai là ya. Đấy. Ít xem mà thêm nữa mọi người kéo về kéo thăm bên kia để mai mà bơm cho bạn. Chân đi chân đi. Kursa vai là. Nặng các bạn nhìn nặng đi. Cú sa cú sa. Cực kỳ nặng, nó nhìn như này thì dài mà nặng. Is what đi. Is pasa. Vai. Vai pasa xin nó. Vai nặng thật đấy. Vai mura. Quát đi amuse. Vai, vai. Cú sa. Mà quát đó. Ta muốn tụi cậu đi đâu nè. Muốn được complete đi chứ. Vai chega cái tên là. Vai chega. Puxa, vamos. Thuyền đi. Đấy, thưa các bạn, ngày hôm nay rất là vui khi được bác chủ Vân Xoài đã đổi cho anh em mình một con voi, được một cống, được rất là nhiều việc, gặp được anh quản lý cũng rất là nhiệt tình. Máy như anh ấy đi qua đây là có xe và chở cho các bạn, không thì không phải thuê xe tiếp. Đấy, rất là bất tiện nếu có để cho các bạn là hy vọng các bạn trồng được nhiều rau củ quả hơn nữa và để mà gom một tí góp để mua một cái xe ba gác này đi đâu để cho thuận tiện trong cái công việc các bạn. Thì video của mình hôm nay cũng xin phép kết thúc tại đây. Các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho anh em mình một like, chia sẻ video và đăng ký kênh Công Giáo Vlog Cuộc Sống Châu Phi để ủng hộ anh em chúng tôi có thêm động lực giúp đỡ những dân nghèo khó bản làm miền núi Châu Phi cho các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn. Obrigado. Tá bom, agora você vai todo trabalho, já? Obrigado, senhor. Você, senhora. Sim.